cái là chơi năm.
Ái Quốc. Tuy được thay cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh giác ngộ và vận động đi theo các cách mà họ đang làm, nhưng Nguyễn Ái Quốc đã nhận thấy muốn giải phóng dân tộc khỏi áp bức của thực dân không thể đi theo các cách cổng rắn cắm gà nhà của cụ Phan Bội Châu, và cũng không thể theo các cách cải lương của cụ Phan Châu Trinh. Đó là sai lầm chẳng khác gì đến sinh nhật chủ lòng thương dân mình. Các phong trào của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh rồi cũng bị thất bại. Tiếng khóc than khắp nơi, muôn dân đang chìm vào cõi chết. Không có con đường nào khác, Nguyễn Ái Quốc đã chọn cho mình một con đường sáng. Và từ đây, con đường ấy đã đưa con thuyền cách mạng của dân tộc tiến về phía trước. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, trên chiếc tàu đô đốc Plato Cherry của hãng không tải Phật người rời cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước. Bến Nhà Rồng đã tiễn chân người trên đường thiên lý, người bạn thuở nào đã bỏ rơi và để đầu bếp Nguyễn Văn Ba một mình trơ trọi trên con tàu xa quê. Đất nước chìm trong bóng đêm khi con tàu rẽ sóng nước sông Sài Gòn. Việt Nam một chỗ sâu trong lịch sử giải phóng.